Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ ạ. Trước mắt anh chị là cái dòng Mazda 2 sedan nhé. Thì trong video hôm nay thì em sẽ cập nhật cho anh em cái giá xe mới nhất của cái dòng Mazda 2 sedan ở cái thời điểm giữa tháng 9 này. Thì dòng Mazda 2 sedan này hiện tại sẽ là có 3 phiên bản cho anh em lựa chọn nhé. Đó là phiên bản 1.5 Premium này, 1.5 Luxury và 1.5 AT tiêu chuẩn. Thì trong video hôm nay thì em sẽ tính giá lăn bánh cho anh em ở Hà Nội này, ở thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh áp thuế 12% và các tỉnh áp thuế 10% để cho anh em cân đối được cái tài chính của mình để lựa chọn cái dòng xe cũng như là các phiên bản xe mà anh em đang có nhu cầu tìm hiểu để mua ở cái thời điểm giữa tháng 9 này anh em nhé. Thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết cho anh em thì anh em đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà em chia sẻ với anh em nhé. Đó. Đầu tiên thì em xin chia sẻ với anh em cái bản 1.5 AT, bản tiêu chuẩn. Cái bản này thì hiện tại cái giá của nó đang là 479 triệu. Sau khi trừ các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt ở cái thời điểm giữa tháng 9 này, thì để lăn bánh được ở khu vực Hà Nội ấy, anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 521 triệu. Trả góp thì đang là 148 triệu. 47 triệu, em xin lỗi. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang vào khoảng 511 triệu. Trả góp thì đang là 137 triệu. Lăn bánh ở các tỉnh áp thuế 12% thì hiện tại đang vào khoảng 502 triệu. Trả góp thì đang là 128 triệu. Còn lăn bánh ở các tỉnh áp thuế 10% thì hiện tại đang vào khoảng 493 triệu. Trả góp thì đang là 119 triệu. Đó. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn nhé, hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào ấy, thì anh em vui lòng gọi điện cho em hoặc là nhắn tin cho em ở số điện thoại trên màn hình. Thì lúc đó em sẽ chia sẻ với anh em một cách chi tiết hơn, cụ thể hơn, cũng như là sẽ là cạnh tranh hơn anh em nhé. Cái tổng lăn bánh vừa rồi thì em đã chia sẻ cho anh em. Đó là anh em tự đi đăng ký và em đã tính cho anh em các chi phí cứng, bao gồm tiền thuế trước bạ này, tiền biển số, đăng ký đăng kiểm, phí đường bộ, phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Đó. Còn anh em mua qua trả góp thì cộng thêm cho em cái tiền bảo hiểm thân vỏ anh em nhé. Đó. Ok. Tiếp theo em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản 1.5 Luxury. Hiện tại bên em đang rất là sẵn xe tất cả các phiên bản của cái dòng Mazda 2 sedan này. Nó bao gồm các phiên bản thì bản 1.5 Premium này nó có một xe màu trắng, một xe màu đỏ. Bản 1.5 Luxury thì còn một xe màu trắng. Và bản AT thì hiện tại là có một màu trắng và một màu đỏ nữa cơ. Đấy, anh em lưu ý nếu mà anh em có thích hợp những cái màu đó và yêu những cái màu đó thì anh em gọi điện cho em để giữ lốt anh em nhé. Ok ạ. Thì cái bản 1.5 Luxury này hiện tại nó đang có giá là 559 triệu. Sau khi trừ các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt ở cái thời điểm giữa tháng 9 này, thì để lăn bánh được ở khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 612 triệu. Trả góp thì đang là 170 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại nó đang là 600 triệu tròn. Trả góp của nó đang là 158 triệu. Lăn bánh ở các tỉnh áp thuế 12% thì hiện tại đang vào khoảng 592 triệu. Trả góp thì đang là 150 triệu. Còn lăn bánh ở các tỉnh áp thuế 10% thì hiện tại đang vào khoảng 582 triệu. Trả góp thì đang là 140 triệu. Đó. Còn cái giá tốt hơn thì anh em vui lòng gọi điện cho em nhé. Và em sẽ hỗ trợ một cách tốt nhất cho anh em ở khu vực Hà Nội nhé. Còn anh em ở các tỉnh thì có thể tham khảo kênh của em để áp dụng vào từng cái địa phương mà anh em sinh sống anh em nhé. Đó. Ok ạ. Tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba, đó là cái bản 1.5 Premium ạ. Cái bản 1.5 Premium này thì hiện tại cái giá của nó đang là 599 triệu. Sau khi trừ các chương trình khuyến mại nhé, về tiền mặt này, còn đâu phụ kiện theo xe nó tặng anh em bao gồm cái dán phim cách nhiệt của Mỹ bảo hành 55, một bộ thảm trải sàn và cái lót cốp anh em nhé. Đó, nói chung là dĩ nhiên là cái quà tặng theo xe thì phải theo xe rồi anh em ạ, không thể bớt được cái gì cả. Đó. Thế để lăn bánh được ở khu vực Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 655 triệu. Trả góp thì đang là 181 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang vào khoảng 642 triệu. Trả góp thì đang là 168 triệu. Lăn bánh ở các tỉnh áp thuế 12% thì hiện tại đang vào khoảng 635 triệu. Trả góp thì đang là 162 triệu. Còn lăn bánh ở các tỉnh áp thuế 10% thì hiện tại đang vào khoảng 624 triệu. Và trả góp thì hiện tại đang là 150 triệu tròn. Đó. Và em là người trực tiếp đứng bán và hỗ trợ cho anh em một cách tốt nhất, chỉn chu nhất anh em ở khu vực Hà Nội nhé. Đó, anh em nào mà có nhu cầu quan tâm thì hãy gọi cho em ở số điện thoại trên màn hình. Đó, thì đến lúc đó em sẽ chia sẻ với anh em một cái mức giá cụ thể hơn, chi tiết hơn và cạnh tranh hơn anh em nhé. Dạ vâng ạ. Vừa rồi thì em đã chia sẻ cho anh em ba cái phiên bản của cái dòng xe Mazda 2 sedan ở cái thời điểm giữa tháng 9 này rồi. Thì bên em hiện tại đang rất là sẵn xe các phiên bản các màu để cho anh em cân đối và lựa chọn anh em nhé. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì hãy đăng ký kênh nhé. Vì kênh Xe Giá Tốt 24 giờ của em sẽ là kênh cập nhật giá xe liên tục để cho anh em nắm bắt được cái giá xe mới nhất để cân đối cái tài chính của mình để lựa chọn các dòng xe mà anh em đang có nhu cầu mua ở cái thời điểm giữa tháng 9 này anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây ạ. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.